đang đến với chương trình Đêm Tiên Cùng Sao. Ô Buka, bình thường thấy em ăn mặc lộng lẫy lắm mà, sao bữa nay em ăn mặc điềm đạm như bà Tím vậy? Thằng đâu với bà mợ vậy em? Đó, em muốn táp người ta luôn. Em nuốt liền. Cái gì vậy? Cái này nè. Bát xanh. Là hụng đùa. Không phải, nó giống vậy. Và đêm nay, các vị khách mời của chương trình sẽ là... Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Đêm Tiệc Cùng Sao. Chào đón tất cả quý vị khán giả đang đến với Đêm Tiệc Cùng Sao. Và chào đón tất cả các em đang đến với ngôi nhà của anh. Dạ thưa quý vị khán giả, đến với Đêm Tiệc Cùng Sao của Đại Nghĩa thì là có sự gặp mặt của rất nhiều anh em nghệ sĩ. Có thể đó là những diễn viên hài quen thuộc hoặc là những ca sĩ, những người mà đã mang niềm vui đến cho tất cả quý vị trong những năm qua. Và khi Đại Nghĩa tổ chức đêm tiệc này, Nghĩa muốn mọi người tề tự tại đây để lại một lần nữa mang cho mọi người thật nhiều niềm vui, đặc biệt là mang lại niềm vui cho hai người bạn mới mà Đại Nghĩa sắp sửa giới thiệu ở đây. Xin được giới thiệu với các bạn hai người bạn mới trước nha. Đầu tiên đó là bạn Khương Du. Bạn Khương Du là công việc của bạn ấy là nhân viên của hệ thống rạp Mega GS. Và người bạn mới thứ hai đó là bạn Hùng Di. Hùng Di, bạn ấy mở phòng tập gym. Khoan quá anh ơi. Trước khi em mở phòng tập gym thì em có đi bán sữa giảm cân. Dạ, em lấy hình tượng là em. Xong rồi một thời gian thì ế quá không ai mua, cái em chuyển qua mở phòng tập gym. Hùng Di nhìn cái bụng Hùng Dĩ quá ha. Ô Buka, bình thường thấy em ăn mặc lộng lẫy lắm mà, sao bữa nay em ăn mặc điềm đạm như bà Thím vậy? Mặc đồ như bà mợ vậy em? Cái kiểu mà con người ta phải phát triển theo từng bậc thang á anh. Là từ cái tuổi trẻ trung năng động thì em đến cái hình dạng của người phụ nữ quý phái. Đây chính là Buka. Còn cái cô gái mà mặc cái áo mà có cái độ nhũ hơi bị nhiều đó đó. Một cái gương mặt xinh xắn, một giọng hát hay chúng ta đã biết rồi. Nhưng mà có lẽ quý vị khán giả nếu như chưa từng gặp bên ngoài hoặc chưa từng xem cô ấy tham gia những cái game show thì chưa biết rằng cô ấy tăng động đến như thế nào đâu. Hôm nay thì chúng ta sẽ biết được điều đó. Tiêu Châu Như Quỳnh. Như Quỳnh. Ủa đây Tiêu Châu Như Quỳnh hả? Đúng rồi. Giờ anh mới biết luôn á, cho ôm cái. Cái gì vậy? Về đi. Ê, lát đi. Cái bữa tiệc của anh là chỉ đãi ăn, đãi uống, vui chơi ca hát thôi, chứ không có những cái chuyện khác nha. Và cái cô gái cuối cùng với cái bộ váy mà có trăng sao và mặt trời đó, ca sĩ Hoàng Yến. Hoàng Yến. Người đường ông Xuân Nghị. Cảm ơn khán giả, các bạn thật là tế nhị. Và cái anh chàng mà ngồi kế bạn Di á, im cười cười nãy giờ giữ hình tượng soái ca cho mình á, là một bạn diễn viên cũng rất là được các bạn trẻ yêu thích trên những cái phim ngắn mà chiếu trên YouTube, bạn Bom. Dạ, người khách cuối cùng ngày hôm nay là Nghĩa muốn giới thiệu là một gương mặt đã quá quen thuộc, cựu khách Dương Bảo Lâm. Em không nghĩ là anh trai mặc như vậy luôn. Không, từ cái từ duyên dáng của anh em à. Anh duyên dáng ta mới mời nhiều. Cái đó là thiếu ăn xong mà qua ăn trực. Đó là những người khách của Đại Nghĩa ngày hôm nay. Và bên tay trái của các bạn nhìn đi, quầy nước với những chàng trai xinh xắn, cô gái đẹp đẽ. Đó là những người em của tôi, sẵn sàng phục vụ nước và trái cây cho các bạn. Và bên cánh phải của chúng ta đây, nhìn thấy một cái dàn nhạc hùng hậu á. Đó là ban nhạc của Đêm Tiệc Cùng Sao và nữ ca sĩ Hồng Gâm. Cảm ơn
ban nhạc, cảm ơn Hồng Gấm. Và bây giờ thì anh sẽ sắp xếp lại đội hình nha, chứ để như vậy chơi cũng không có vui. Như bên con trai mình mà thắng, người ta nói là mình không biết nhường con gái, đúng rồi, biết cà lăng đúng không? Đúng rồi. Tôi không thích như vậy. Anh quy định lại. Rồi, mời Như Quỳnh qua bên đây. Qua đây Quỳnh, ngồi đây à. Mời Bom qua bên đây. Mời Chibi qua, em đừng mời Bu Cao đây nhanh, em không thích. Xuân Nghị qua bên đây. Đó. Rồi nhắm nhắm coi. Ngồi đâu, ngồi đâu. Rồi, Quang Yến qua đây luôn em. Đó. Bây giờ thì hai đội hình đã ổn định rồi, chúng ta sẽ bắt đầu nhập tiệc thôi các bạn. Hãy đến với thử thách đầu tiên của đêm nay, đêm tiệc cùng sao. Gió cuốn tóc thề, dường như trong gió tóc đang nói gì. Lắng nghe giùm tôi, dường như đâu đó nghe trong gió thoảng tiếng hát mơ màng. Dường như em đã lặng thầm qua đây, dịu dàng tóc mây. Nghe như lời ca thiết tha em đêm, một chiều im nghe tóc hát mơ màng. Buổi chiều mây trôi lơ. Gì vậy Bu Ca? Xúc động quá. Ai làm gì em xúc động? Ai làm gì em? Dạ em thấy mọi người đang vỗ tay tán thưởng em. Trời ơi, hay quá, liền nói về đi về chỗ đi về. Trời ơi. Dạ còn bây giờ tất cả các anh em, chúng ta sẵn sàng để đến với trò chơi đầu tiên của đêm nay. Trò này có tên là Bùm Chéo Bất Ngờ. Ở đây anh có một cái tô, bên trong có rất nhiều những cái lá thăm. Mỗi lượt chơi anh sẽ mời hai thành viên của hai đội lên đây, đứng ở đây. Anh sẽ cho các bạn biết chủ đề là gì ha. Thì cái tô nằm ở vị trí bên nào thì bạn bên ấy sẽ bóc cái lá thăm đó ra, đọc từ khóa và diễn tả lại bằng hành động, bằng ngôn ngữ, nói làm sao để cho bạn của mình ngồi bên dưới có thể đoán chính xác được cái từ khóa này. Nhưng mà các em hãy nhớ là không được nói cái từ trùng khớp với từ khóa. Và nếu như những người bạn của mình ngồi bên dưới đoán đúng được cái từ khóa đó, vội vàng đẩy cái tô qua bên đối phương. Bên đây cũng như thế, cứ như vậy, ta đoán đúng chúng ta sẽ có một điểm. Cái tô nó sẽ nổ tung bông giấy lên rất là bất ngờ. Nhiệm vụ chúng ta là phải diễn tả thật nhanh, đoán cho thật lẹ để đẩy cái tô này qua bên kia. Đừng để nó nổ về phía đội của mình. Nếu như cái tô này nó nổ ở bên đội nào thì lượt chơi đó chúng ta không ghi được điểm. Các em nhớ nha. Bây giờ thì anh sẽ mời hai thành viên đầu tiên đến nhắm coi hai người nào mà lanh lanh mở màn cho nó xâm tụ cái coi. Mời hai cái người mà vui thiệt vui nè. Mời anh Lâm nè. Du và Di lên đây. Vui rồi đó. Vui rồi đó. Chủ đề đầu tiên của mình đó là dụng cụ nhà bếp. À, mời Du trước nha. Thua, thua. Chú ý. Thời gian bắt đầu. Nhớ nha, dụng cụ nhà bếp. Cái gì đeo, cái đeo, cái gì đeo tham gia. Chính xác, đẩy qua lại. Bỏ ra ngoài. Cái gì mà ba chữ, ba chữ à, bánh chè, bánh chè. Đồ não vừa. Chính xác, đẩy qua. Lên. Nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên. Cái gì mà để ba, cái gì đấy à? Chính xác, đẩy đi, đẩy đi. Lấy ra ngoài, lấy ra ngoài. Lẹ lên, à, cái gì đấy đừng à, có lỗ, 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 lỗ. Cái ra rổ. À, đứng rồi. Nhìn lên, nhìn lên, vui ơi. Cái gì để đâm ớt, đâm ớt. Cái chè đâm tiêu. Cái chè. Chính xác, đẩy đi. Cái gì à? Bỏ, bỏ, bỏ đồ ăn vô. Ba chữ. Máy xay tinh tố. Máy xay tinh tố. Cái gì á? À, đúng rồi. Lẹ lẹ có chân nổ. Cái gì để anh để không được bỏ qua. Để không được bỏ qua. Nhanh lên, Du ơi, nhanh lên. Cái gì đừng tiêu. Cái đồ đừng tiêu. Qua đi, qua đi, qua đi.
kỹ làm sao, anh đã nói rồi, tức là diễn tả là không có được nói trùng với từ khóa, đúng không? Cái từ khóa đó là gì? Dạ hủ gia vị. Hủ gia vị. Rồi bà Buka bà hồn nhiên cái gì đừng tiêu. Cái hủ đừng tiêu. Thôi thông cảm, thông cảm, bỏ qua cho người phụ nữ lớn tuổi. Và với cái lượt chơi đầu tiên, anh cứ lo là Di, bởi vì rung rinh trước nhan sắc của Du á, sẽ dễ dàng lúng túng và dễ dàng bị hời hợt, bỏ qua nhiều cái. Và nhờ cái sự ga lăng đó của em mang về đội mình được 3 điểm. Nhường đó, nhường đó. Lượt chơi tiếp theo anh mời Quang Yến và Xuân Nghị. Lần này hai em thì cái chủ đề nó cũng gần gũi với chúng ta thôi. Các loại cá. Chưa có điểm nè, cho nên anh để cho em thi trước. Đội phải tin vào Nghị. Em không biết cá gì Nghị cả. Nghị sẽ cố gắng hết sức. Chuẩn bị, thời gian bắt đầu. Nhanh lên. Cái loại này là loại cá mà cá không phải là cá hai mà là cá số mấy? Cá đó ba. Cá ba quay. Cớp trùng cớp rồi. Ba quay. Ba quay rồi. Đẩy tôi quá. Đẩy tôi quá. Trùng cớp rồi. Nhanh lên Nghị ơi, đừng có cà râm Nghị ơi. Cá này là cá gì ơi? Cá gì? Cá gì? Cá bỏ qua. Nhanh lên. Cá này là cá gần với phượng á, cá phượng. Cá cơ, cá đồng. Cá phượng. Cá đồng đúng rồi. Đúng rồi. Yến đứng sang lại. Đứng sang lại. Yến lại cho anh chàng. Anh ơi, cá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bảy màu. Yến ơi, em làm chi mà em đếm số cho nó lâu vậy? Số mấy? Em ơi, số 7, em sợ mọi người không biết. Em, nó nghe nè, bộ em sợ bạn em không biết số mấy hả? Trời ơi, bà ngồi bà đếm với thường. Nè, cái này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hết giờ. Vừa rồi á, thì Hoàng Yến cũng đã kịp diễn tả cho bạn mình đoán ra là cá bảy màu. Nhưng mà bởi vì đếm số lâu quá cho nên không kịp thời gian đẩy cái tô qua bên đây, nó đã bùm chéo bên em, cho nên mình mất điểm trong cái lượt chơi này. Và Xuân Nghị mang về cho mình 3 điểm. Anh mời hai người trẻ trước nè, Dương Lâm và Bom. Em ơi, nó nghe nè, dầu sao Bom nó cũng hiền, đừng có phóng qua ăn thịt nó luôn nghe. Đó, em muốn táp người ta luôn. Em nuốt liền. Bớt chút xíu em ơi, anh lo cho em lắm, nhưng mà cố gắng nha. Mọi người đây sẽ ủng hộ cho em. Thấy không? Bởi vậy khán giả hay nói chứ nghệ sĩ bị khùng. Mỗi lần ai nói mình khùng thì mình nảy lên. Tôi không mùa nào. Đó mà làm vậy đó, hỏi sao đâu. Chủ đề cho hai em. Chủ đề thẩm mỹ, có không? Nếu mà là chủ đề thẩm mỹ, anh sẽ mời chị Lê Giang chơi chung với em. Đói. Các từ bắt đầu bằng chữ đường. Vừa rồi bên đây đội mình ghi điểm đúng không? Dạ. Cho nên bên đây sẽ là bốc thăm trước. Chuẩn bị, bắt đầu. Là đường công, đường công. Bom có là đường uốn éo. Qua bom ơi, khó quá cho qua. Lên cao. Đường cao tốc. Khó quá cho qua. Đường nhanh á. Nhanh đường cao tốc. Đường hay gì, đường vòng này, đường... Đường nhỏ. Bỏ luôn đi. Ê, đường nha. Đường có vòng. Đường vòng. Đấy. Nhanh lên. Từ từ. Nè, cái đường này. Đường thẳng. Đường gì? Kim là có gì? Đường chỉ. Chỉ gì? Chỉ tay. Trời ơi, cũng quá. Đường tăng. Đó. Đường gì? Máu là kêu là gì? Đường huyết. Đúng rồi. Đẩy qua. Lẹ bom ơi. Cố lên bom ơi. Đường. Bỏ. Đường. Đường xe lửa. Ôi, cái gì đó? Đường gì? Chính xác.
con khỉ gì? Khỉ con. Khỉ con. Khỉ gì? Khỉ con. Khỉ đột với má ơi. Bộ đội em khờ dại quá. Nó nghe nè, nói trước bước hôm qua là vậy thấy không? Làm hùng làm hổ với anh ta làm chi, cuối cùng mình thua. Lâm chạy ra sau úp mặt và òa khóc. Ban công không có chỗ nhảy. Cái anh chàng bom kia ban đầu là cái lúng túng bỏ qua hết cái này tới cái kia, nhưng mà cuối cùng ổng lại là người thắng, mang về 3 điểm cho đội mình. Mời gái đẹp Phi Châu Như Quỳnh và mời mở buka. Chủ đề dành cho hai cô gái đẹp đó là chủ đề món ăn. Gái mà khoái ăn hàng, ăn vặt này kia lắm đúng không? Món ăn Việt Nam. Món ăn Việt Nam, đó, ok. Vừa rồi là bên đây có điểm phải không? Đó, để bên đây bốc trước. Quỳnh chuẩn bị nha em. Thời gian bắt đầu. Bum. Nói được. Trời ơi, trời. Nói luôn. Quạt. Vịt. Vịt nấu chao. Đẩy qua. Đẩy vô thôi, đẩy cái vô mặt người ta. Lẹ một ca. Hủ tiếu hay gì? Hủ. Cái gì vậy? Đẩy qua. Cái gì kì vậy? Không tin luôn á. Cái đồ mà mình hay ăn hàng ngày nè. Cơm. Màu trắng. Cơm. Cái con gì nó giống con nghêu. À cơm, cơm. Nhỏ hết. Đẩy qua. Cái gì là cái này là thôi bỏ nè. Cái này là bỏ luôn nè. Cái gì mà gì. Cái này là ở ngoài Hội An á. Lòng đèn. Nổi tiếng. Lòng đèn. Nó giống tiếu á. Chính xác. Đẩy qua. Đẩy qua. Mình ơi. Bỏ đi, khó quá bỏ. Một món ăn từ con chó mà không phải chó. Cây tơ. Cây. Thôi bỏ đi, cái gì khó quá. Cái bỏ luôn. Bấm. Cái gì bỏ gì kì vậy trời. Cái gì người ta hay đây, món nè. Anh diễn tả cho. Gần với con trâu là con gì? Bò. Về là gì? Bò thấu. Chính xác. Nếu mà khó quá mình bỏ qua. Thì nhưng mà người ta bỏ một món thôi, em bỏ nguyên cái menu của anh. Bỏ mở, về mở, về. Về mở, về mở. Với cái lượt chơi cuối cùng này thì Tiêu Châu Như Quỳnh đã mang về được 3 điểm. Wow. Kết thúc vòng thi đầu tiên thì hai đội phải nói là ngang tài ngang sức. Mỗi bên đều có 6 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với trò chơi thứ hai của Đêm Tiệc Cùng Sao.